Đây quê hương tôi, núi đôi vẫn bao đời hiên ngang đứng đó giữa sóng gió biển khơi. Dòng Đa đồ êm trôi thân thương bao kỷ niệm, mang theo tuổi thơ tôi trong tiếng ru à ơi. Kiến Thụy mến thương, sang đẹp tình quê hương, ta đi trong tiếng hát, ta đi theo ngọn cờ, từ Kim Sơn Tân Phong, từ mùa thu đứng dậy. Truyền thống xưa còn đây, dục bước ta đi lên trong tiếng hát mùa xuân, xây quê hương rạng rỡ. Kiến Thụy vẫn vương, nhớ về người ra đi, bên nhau ta bước tiếp trong câu ca tự hào, vượt qua muôn gian lao bằng tình yêu bất diệt. Truyền thống xưa còn đây, người sáng gương trung kiên với sông núi ngàn năm, Kiến Thụy yêu thương của tôi.
nguồn tên lên để các nguồn liên kết trong video xuất hiện. Thank you.
À, đi thôi chứ coi dừng chụp ảnh không, nếu dừng thì mất thời gian. Thank you.
một chút. Thì là mời tất cả là bạn nào có chồng thì mời chồng, bạn nào có vợ thì mời vợ, nhưng mà lần này là thiếu nhiều quá. Cho nên là sau phải rút kinh nghiệm, có đi đâu phải mời nhau chứ không mình bán cá mà cứ để ở nhà nuôi là không được. Tất cả mọi người. Thế cho nên là thứ nhất là bỏ từ trên đây nó không bình đẹp thì tất cả mọi người cùng đến đây để tham quan. Thì em có nhanh ý mời cả lớp bên đây, bên cháu qua có mấy là các thầy các cô với các cháu này, vì cháu có đồng hành với nhau mẹ học lớp cái cùi nhiều năm lắm rồi, đi đâu là có đó. Cháu có nhã ý là mời thầy cô với các bạn về lên đi tham quan du lịch ở trên đây. Cái đấy là mọi người không phải lăn tăn gì cả. Mọi người đến nhà mẹ con em không một đủ ấy chứ đâu mà có phải cả đòi đâu mà phải đòi chứ đấy. Thì em có ý kiến là đây là ý kiến của cháu Hoa, là mời các thầy các cô giáo với các bạn đi đến du lịch và ăn đi cơm đi. Sáng ăn cơm rau với gia đình nhà con. Sáng ăn mấy cuốn, tối ăn cháo. Rau rồi. Và là các cụ về chứ không phải có cố gì cả. Cho nên là cả tất cả cô giáo với các bạn là không phải lăn tăn cái việc đó. Thì thôi thì xin các gia đình nhà tôi ý kiến như vậy. Vâng, thế em thích là kính chưa là hai cô lão là kính trọng nhất, và kính thưa có hai ông ngoại hội đây đi cùng với chúng ta là cao tuổi nhất, và tất cả các chị em trong hội chúng ta thì qua của hội trưởng đã nói qua thông qua, và lời của nhà chủ mẹ con Sola đã có nói. Thì thôi, tôi là hội viên trong lớp thôi, thì tôi cũng thay mặt cho tất cả hội viên trong lớp là tôi phát biểu như thế này. Cái thứ nhất là hội ta năm nay là bác Nhã cũng tổ chức họp mặt ở nhà, nhưng mà mẹ con nhà cô La là trên này có điều kiện là thuê nhà rồi thuê các điểm để đón khách du lịch. Thế là mẹ con tôi có nhã ý với chúng tôi là mời hội lên đây vừa họp lớp vừa du lịch đấy. Nhưng cô La có mẹ con cô La có nói là riêng về phần ăn uống, tức là tất cả nhà cô ấy là tài trợ hết. Nhưng chúng tôi phải thay mặt cho toàn hội viên trong lớp, thay mặt cho cả chị em trong hội là cảm ơn mẹ con nhà cô. Dù nhiều dù ít, chúng tôi cũng có tâm lòng chỉ có thế thôi. Để cho cô giới thiệu, cô xin có ý kiến. Vâng. Nhất trí ý kiến, tôi không có vấn đề gì cả. Thế này nha, cô bé đi nói như này. Cũng như mọi năm học lớp mà không biết nói cái gì ngoài cái vấn đề này. Rất là cảm động trước cái tấm lòng của em. Luôn luôn nhớ đến các cô mà đến giờ phút này cô cũng đang ở cái độ tuổi năm mấy gì rồi, năm hai qua có đấy, gần đất xa trời rồi. Thế nên là được các cô ra đi đấy, được các em quan tâm đến mà thấy được rất được thật sự là quá nhiều. Đến giờ phút này là cũng cố gắng. Cố gắng sẽ hết sức các cô cũng như cô Chiến cố gắng để cái gì khắc phục những cái em biết khó khăn, vì các em có cái tình cảm có tấm lòng như vậy mới tốt quá quý quá, cho nên không lỡ mà không đi thật sự như thế. Cho nên là đấy là vấn đề duy nhất, và từ khi bao nhiêu năm nữa mình học lớp cô cũng chỉ biết những lời cảm ơn các em thôi, nói đi nói lại cảm ơn. Còn quay về vấn đề về kinh phí các em phải nói mà cô theo cô như này, kể cả con gì kia con Hoa không nên từ chối vấn đề đó. Thật sự như con đây lần này nhận là đóng góp sâu rồi, cứ nói rồi vỗ tay rồi, con nhà cháu mà phải nói là cả gia đình ấy, cô nói cả gia đình cả chú Khiêm nữa, bạn con gái nên cho chồng quên chú Khiêm quan tâm đến cái lớp học này. Cô thì là chủ nhiệm cái lớp này đây, lớp đây đấy. Thì cô cũng thấy được cảm động vô cùng, thấy là em lần em quý hóa quá.